Chào bạn, mình là Vincent ở đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục phần thứ 2 của chuỗi video series hỏi đáp GTV SEO. Thì mình sẽ giới thiệu lại sơ lược về chuỗi video này. Thì nếu như bạn là đang làm SEO và bạn có bất kỳ thắc mắc nào về SEO đó và bạn muốn giải đáp và cũng như là bạn thắc mắc, thì vào mỗi thứ bảy hàng tuần bên trên group cộng đồng SEO 2017-2018 sẽ có một bài viết của GTV SEO hoặc là của mình Đỗ Anh Việt về việc rằng là đặt câu hỏi ở dưới bình luận. Thì khi bạn đặt câu hỏi ở dưới bài post này, mình sẽ chọn ra 3-5 câu hỏi may mắn nhất và mình sẽ trả lời. Những câu hỏi này có thể là bất kỳ, hoặc dính dáng có thể là một bài viết ở phân tích website hay bất kỳ thứ gì khác. Thì đó là về việc rằng là đặt câu hỏi để nhận được sự trả lời của mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu video. Câu hỏi thứ nhất của bạn Nguyễn Tiến Quân: Thiên hạ vẫn bảo trang chủ là trang mạnh nhất, vậy nếu mình không đi link về trang chủ mà chỉ bắt link về các bài viết thì trang chủ có phải là trang mạnh nhất hay không? Nếu có thì tại sao? Câu trả lời là không. Trang chủ bắt link á, đi về trang nào nhiều nhất, và tất nhiên là kèm theo rằng đó là bắt link nó phải chất lượng nữa, chứ không thể là bắt link số lượng đi vô không thôi. Thì bắt link nào đi về trang nào nhiều nhất và cũng như chất lượng nhất á, thì trang đó sẽ là trang mạnh nhất. Lý do tại sao trang chủ là trang thường người ta bảo rằng đó là trang chủ là trang có nhiều bắt link nhất, bởi vì đơn giản rằng đó là trang chủ là trang mạnh nhất thì đơn giản bởi là trang chủ thường có xu hướng nhận nhiều bắt link nhất mà thôi. Khi mà bạn triển khai bên SEO, bạn sẽ thấy rằng là nhất là khi mà trường hợp là triển khai SEO White Hat, chứ mình không nói rằng trường hợp là triển khai mấy dạng Black Hat là bạn tự động đi link hay này nọ, thì thường người ta có xu hướng bắn về trang chủ của bạn nhiều hơn so với một bài viết là cụ thể. Vì cơ bản mà nói thì trang chủ người ta nhớ trang chủ và bấm link vô thôi, thay vì người ta phải nhớ cụ thể bài viết của bạn, hoặc là ta phải lên Google hay là lên trang web bạn lục bài viết đó để bắt link về đó, thì nó rất là khó. Thành ra người ta có xu hướng bắn bắt link về trang chủ của bạn nhiều nhất. Và thường nếu như bạn phân tích những trang gọi là authority site, những trang lớn trên Việt Nam cũng như rằng ở trên thế giới, thứ thương mại điện tử hay ADR hay Tiki hay bất kỳ trang khác bạn có thể tự phân tích, thì hầu hết bắt link trở về trang chủ. Nên nói như vậy, nếu như bạn có một trang web A và bạn bắn bắt link về trang con, trang bạn muốn SEO nhiều bắt link hơn rất là nhiều so với thằng trang chủ, thì cho dù bắt link của bạn có thể là bắt link chất lượng và nhiều và số lượng, nhưng đôi khi Google vẫn vô và Google phạt bạn. Thành ra bạn hãy cẩn thận về điều đó. Khi mà bạn triển khai, bạn sẽ muốn đảm bảo luôn số lượng trang chủ, link trang chủ, trang chủ á, link trang chủ nó phải nhiều. Trang con của bạn có thể nhiều hơn cũng được, nhưng mà độ chênh lệch của nó đừng có quá là cao. Không nói về chất lượng bắt link ở đây, mình chỉ đang nói về số lượng, bởi vì đó là một cái điều tự nhiên mà trang web thường lớn thường có. Câu thứ hai: Xin chào Việt, mình của bạn Dương Thanh. Xin chào Việt cùng toàn thể anh chị em SEO. Mình muốn hỏi câu hai câu lận chứ không phải một câu. Câu thứ nhất là: với những anh em nghèo như mình thì dùng Blogspot to on page theo kiểu Siglo thế nào là cho hợp lý? Thì mình nghĩ rằng bạn ấy đang muốn nói về silo. Cơ bản á, cấu trúc trên Blogspot hay là cấu trúc ở trên website bình thường thì bạn nên cấu trúc như nhau. Silo hay cái gì đó, hay là cấu trúc silo hay cấu trúc site hub, hay là về việc rằng tool content chuẩn SEO hay bất kỳ tool bạn tối ưu ở đâu á, thì nó đều có nhằm một mục đích là việc lưu trữ dữ liệu, hoặc ở đây là lưu giữ content của bạn. Thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là làm sao cho truy xuất cái dữ liệu đó hay là dò tìm cái dữ liệu đó một cách tốt nhất. Điều đó có nghĩa rằng là khi bạn tổ chức cấu trúc dữ liệu ở trên website, từ cái việc là tạo lập ở trên trang chủ, sau đó tạo lập các thư mục cha ở trên menu, rồi các thư mục con, rồi ở dưới nó hay các thư mục cháu chiếc ở dưới đó nữa, thì bạn sẽ muốn là hàng mấy hàng thư mục cháu support cho mấy hàng thư mục cha, ít con thư mục con. Thư mục con support cho cái việc là support ở đây là ủng hộ, và làm rõ nghĩa cho thằng thư mục cha, các thư mục cha sẽ làm rõ nghĩa cho thư mục của trang chủ. Mình ví dụ như trong trường hợp rằng là trang chủ của bạn là nguyên tầm hệ trang web của bạn, đi hệ Blogspot hay bất kỳ thứ khác, nói về chẳng hạn như tiêu đề hay chấm,
son môi, dưỡng da và trang điểm. Thì trong cái phần nội dung trang chủ của bạn, bạn có thể rằng tạo thiết thể heading 2 á, ghi rằng son môi, sau đó bạn sâu một chút nội dung content ở phần son môi, có thể là hình ảnh sản phẩm, có thể là một đoạn bài viết nhỏ. Tiếp theo thẻ heading 2 tiếp theo là dưỡng da, thì cũng này ở phần đó bạn cũng sâu y chang, các bạn cho coi tương tự y chang phần son môi, là cho một số cái phần này như bài viết hay sau đó. Rồi thẻ heading 2 tiếp theo là trang điểm, lúc này bạn cũng làm tương tự như cái phần kia. Thì tại vì lúc này ở nội dung content ở trên trang chủ á, nó sẽ là heading 2 là son môi, dưỡng da và trang điểm, thì nó sẽ làm rõ nghĩa hơn cho cái việc là cái tiêu đề của bạn đặt là ABC 2 chấm son môi, dưỡng da và trang điểm. Và ở mỗi phần thẻ heading 2 là bạn có một liên kết nội bộ, không nói ở đây là liên kết nội bộ ở trên thanh menu mà mình đang nói trong cái việc là bài viết. Thì ở trong bài viết này bạn liên kết nội bộ chỏ tới các trang như là son môi, dưỡng da và trang điểm, thì lúc này là đó là chỏ là các thư mục trang. Thì điều đó làm rõ cái rõ nghĩa và tạo sự liên quan cho các thư mục cha, cũng như các thư mục cha son môi, dưỡng da, trang điểm này bạn internal link, bạn liên kết nội bộ về cái trang chủ của bạn. Thì khúc này á, nó sẽ bổ trợ cho làm rõ nghĩa trang chủ. Và tương tự như vậy, khi bạn son môi như vậy, bạn viết một cái bài hoặc là bạn cho sâu từng dòng sản phẩm ra, và ở dòng sản phẩm thì bạn ghi cụ thể cái dòng sản phẩm như là son max, son lubutin, son A, son B, son C, mình ví dụ vậy. Thì cái này nó sẽ làm rõ, cũng là thẻ heading 2 luôn, thì cái này nó sẽ làm rõ cho cái chủ đề son môi đó của bạn. Và ở từng cái loại son này bạn chỏ liên kết nội bộ tới những cái dòng, tới các bài viết hoặc là các trang sản phẩm cụ thể khác như là son mát, son lubutin và son A, son B, son C. Thì nó sẽ làm tổ chức thành một cấu trúc dữ liệu hình kim tự tháp đổ xuống như vậy, và thằng ở dưới tầng dưới sẽ làm rõ nghĩa và hỗ trợ cho cái thằng tầng trên. Tầng dưới sẽ là tập hợp con của tầng trên, và tầng trên sẽ là tập hợp con của trên tầng trên nữa. Và cứ như vậy, đối với cấu trúc liên kết nội bộ và silo nó cũng bắt nguồn từ đó. Tốt nhất thì bạn không nên làm đó, mình sẽ nói cho bạn về căn bản về cái việc là tối ưu cấu trúc, bao gồm hai việc là cấu trúc website, là việc cha sẽ làm rõ nghĩa trang chủ và con làm rõ nghĩa cha. Và thứ hai là cấu trúc nội dung content, như nãy mình nói heading 2, heading 3 này nọ. Lúc này á, sau khi bạn hiểu rõ về cái cốt lõi đó rồi thì bạn nên lên YouTube hoặc là Google, bạn search cấu trúc site hub, site là site, hub là hubs, site hub, bạn search ra, bạn coi video của mình, xin lỗi là video của mình, bạn sẽ rõ về cấu trúc đó hơn. Tiếp theo, câu thứ hai là làm cái IFTTT trong Blogspot thế nào nữa, vì hiện tại mình làm trên tìm trên Google thì không có. Nếu mà bạn như không biết IFTTT là gì thì IFTTT là cách mình tự động hóa lấy backlink có domain authority lớn hơn 80. Bạn có thể search trên Google là cách lấy backlink chữ I, chữ T, chữ I, chữ F, chữ T, chữ T, chữ T, ba chữ T. Đó, mình sẽ ra cái chuỗi video Vincent Đỗ của mình, hoặc là bạn bấm vô danh sách phát của kênh của mình đó, bạn sẽ thấy chuỗi video này. Thì về cơ bản á, Blogspot bạn muốn lấy là bắt cài đặt IFTTT để lấy tự động hóa backlink á, bạn phải cài đặt RSS. Nếu như bạn không có RSS ở trên Blogspot thì bạn không làm được. Nên thành ra đừng có tìm cách đặt, tức là cách tạo IFTTT cho Blogspot, bạn hãy tìm cách tìm kiếm cái RSS của Blogspot và bạn từ đó bạn bỏ vô bạn làm IFTTT. Đó là câu hỏi thứ hai của bên Dương Thanh. Rồi, câu hỏi thứ ba của bạn Lê Minh Hà. Chào bạn, cho mình hỏi, mình có tên mình index tốt nhưng hết hạn lâu cỡ 1 năm. Bây giờ mua lại thì còn thứ hạn cũ trên Google không ạ? Các bài viết đều nguyên vẹn bằng VC. Câu trả lời là cũng có và cũng không. Nếu như bạn, ý bạn không nói rằng là một tên miền trước đó đã có top rồi và bây giờ bạn nó hết hạn 1 năm mà bạn mua lại và bạn hỏi rằng nó có khôi phục lại không á, thì cái top có giữ được không á, thì nó có thể có trong trường hợp như thế nào, trong trường hợp mà thị trường nó dễ, thứ hai nhất là vậy, và thứ hai nữa là trang web đó nó có một nền tảng tốt. Ý mình nền tảng tốt có nghĩa là như thế nào, không có nghĩa rằng là bạn top 3 ở 3 năm trước và bạn SEO và khoảng thời gian 3 năm trước bạn được top 3 thì không có nghĩa trang của bạn cũng top 3 ở thời điểm 2017 này. Thuật toán năm 2014 nó sẽ khác với thuật toán 2017, bạn lưu ý điều đó. Thành ra và tiếp theo nữa là độ cạnh tranh thị trường tăng rất là nhanh và rất là nhanh ở hiện tại, nên bạn hãy chuẩn bị trường hợp thứ hai là trường hợp không, thường nó sẽ có xu hướng là không khôi phục lại thứ hạng như cũ. Tiếp theo,
Câu hỏi tiếp theo của bạn Trương Lê. Chào anh Việt, em có một thắc mắc về content ạ. Từ khóa của em đang trong top 10 nhưng em thấy nội dung của nó không phù hợp nên đã chỉnh sửa lại. Nhưng khi Google index xong thì từ khóa tụt top. Vậy làm thế nào để khắc phục cho Google hiểu được nội dung của bài viết mình ạ? Em xin cảm ơn. Về cơ bản á, tại sao website bài viết hoặc là bài viết đó của bạn tụt top trong khi bạn đang nằm trong top 10? Lý do đơn giản á, là nhất nó sẽ xảy ra nhất là với thị trường từ khóa cạnh tranh cao. Đơn giản rằng là tự nhiên bạn đang content là nội dung A, cái bài bạn đang trên top, cái tự nhiên bực một phát nội dung của bạn thay đổi hoàn toàn 100%, hoặc là đâu đó 80 hay 50% gì đó, Google sẽ thấy rằng là bạn có khả năng website của bạn bị hack, bài viết của bạn bị hack rồi. Thành ra Google thì quăng website cho bạn xuống một khoảng thời gian. Thì lúc này bạn cần phải làm gì? Thứ nhất á, bạn có thể bảo với Google rằng là bạn submit lại bài viết đó. Google bảo Google vô cào lại bài viết đó, thu thập lại bài viết đó để bạn biết rằng, bạn báo với Google rằng là bài viết này mình mới cập nhật lại nội dung mới và nó không phải là bị hack đâu, mà cá nhân mình là chủ của trang web, mình muốn thay đổi nội dung. Thứ hai, bạn có thể chờ Google cập nhật lại từ từ, bởi vì khi bạn thay đổi nội dung như vậy á, bạn sẽ bị Google quăng xuống một khoảng thời gian, sau đó bạn sẽ trở lại vị trí ban đầu, bởi vì Google sẽ nghĩ rằng trang web của bạn bị hack như mình nói nãy. Nhưng mà sau một khoảng thời gian mà website bạn vẫn vậy thì Google sẽ chắc nghĩ là website của bạn không bị gì đâu, nên website của bạn sẽ quăng trở lại. Và chắc chắn rằng bạn phải đảm bảo rằng là các thẻ heading, H1, URL và tiêu đề nó phải giữ nguyên. Heading 2, heading 3 bạn có thể thay đổi cũng được, nhưng mà heading 1, heading URL và tiêu đề, nhất là URL và tiêu đề bạn nên, nhất là URL thôi, bạn phải giữ nguyên. Tiêu đề bạn có thể thay đổi một chút cũng được, nhưng mà phải giữ cái từ khóa cốt lõi trong đó. Thẻ heading 1 nó cũng như tương tự. Đó là về việc rằng là giải đáp. Thì câu hỏi cuối cùng thì mình sẽ phân tích website của một bạn bất kỳ, vì có rất là nhiều bạn muốn mình phân tích website. Ok, bây giờ thì mình sẽ vô phần phân tích website. Mình nhắc lại một lần nữa, nếu như bạn nào muốn mình phân tích website thì bạn phải cho mình qua về bộ từ khóa URL SEO tương ứng và cũng như cái website của bạn. Tốt hơn nữa, bạn phải cho mình, tốt nhất là bạn cho mình cái kế hoạch bạn thích triển khai SEO. Chứ đôi khi bạn đưa mình một website là bạn hỏi mình cấu trúc thân thiện gì này nọ rồi bị biết nhiều từ khóa gì đó thì sự thật không biết được. Tại vì bạn tùy thuộc vào mục đích của bạn nữa, thì lúc đó mình mới biết được, mình định hướng được và mình trả lời cho bạn câu hỏi tốt nhất, câu trả lời tốt nhất. Thành ra mình sẽ chọn một câu mà nó có đầy đủ thông tin nhất. Ở đây thì thấy bạn Tính Nguyễn, website kiemgachda.com.vn của mình lúc trước chưa biết SEO nên các cậu test thấy tại đây 65%, mà đa số mình chọn web khác của mình nhưng cùng lĩnh vực. Giờ muốn chỉnh lại, mình chỉnh tại đây thành thương hiệu của kiemgachda.com.vn hay website mình chọn ra, xin cảm ơn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra. Tại đây 60%, như thấy ở đây ăn contact là 60%. Mình sẽ vô phần ăn cò để mình coi. Về cơ bản ở đây bạn ấy muốn hỏi mình rằng đổi tên thương hiệu, nghĩa là trước đó có người muốn bắn Bắc Liên vô, nên ăn contact xuất thế là tại đây 65%, và bây giờ muốn đổi tên thương hiệu thành kiemgachda.com.vn luôn. Thì sự thật các bạn không cần đổi, bởi vì cơ bản chữ tại đây nó giúp nó cũng là tự nhiên rồi. Thứ nhất là vậy, thứ hai nữa là mặc dù nhìn 60% như vậy đó, chứ thật ra bên website này của bạn mới có 8 backlink do follow vô đây và có chữ tại đây mà thôi. Thành ra bạn không nhất thiết là bạn đổi 14 cái domain như thế này á, thì tỷ lệ 60% nó không có gì hết. Nó giống như câu chuyện rằng đó là ví dụ như bạn có 1000 referring domain trở về và khúc này có 600 cái referring domain á, có phần trăm ăn contest là tại đây. So với việc rằng là ở trong trường hợp này, hoặc trường hợp dễ hơn đi là bạn có 10 referring domain và lúc này 6 referring domain của bạn là ăn contest là tại đây á, nó cũng là tỷ lệ 60%, nhưng mà cái thằng kia 600 còn thằng này 6 á, thì nó chẳng có vấn đề gì đâu, nên thành ra bạn không cần nhất thiết phải đổi như cái này. Nhưng mà mình sẽ co qua luôn là toàn bộ cái phần tại đây này cho người khác chỏ tới, thì không biết rằng là backlink nó có tự nhiên hay không và backlink nó có liên quan hay không. Ở đây mình thấy cái nó rất là liên quan, ở đây là kèm nghĩa gì này nọ, thì ở đây nó ok rồi, domain này ok rồi.
Còn đây nofollow thì mình sẽ không coi qua, tại vì nofollow nó không ảnh hưởng nhiều tới website, và nhất là không ảnh hưởng tới anchor tag và thứ hạng SEO của bạn quá là nhiều. Mình sẽ muốn xóa mấy cái này, mấy cái link như thế này mình sẽ muốn xóa đi. Nó không có giúp được bạn mà thậm chí nó còn hại bạn nữa. Những trường hợp như thế này thì backlink nó không liên quan gì hết. Ở đây thì nó có liên quan một chút nè. Dạy máy dạy kèm Nelly cách móng gì đó. Ở đây bài viết nó liên quan nhưng mà cái tiêu đề nó khác, nó không liên quan thôi. Nhưng mà ở đây cái URL mà nó liên quan rồi, mình nghĩ chắc chắn đây là bài viết nó có liên quan. Chẳng qua rằng đó là lâu lâu ở hàng forum nó chỉnh như vậy. Mình kiểm tra đúng không, nhưng mà về cơ bản mình thấy sẽ là bài viết này nó ổn. Đó, mình sẽ tranh thủ mình sẽ kiểm tra các bài khác. Ở đây vậy kèm Mali gì ok, mình thấy cái mấy cái dạy kèm mài kèm gì đó bạn có thể sử dụng được và vẫn giữ nguyên đó. Nhưng mà những cái backlink không liên quan như thế này bạn nên xóa, disavow đi luôn. Tương tự như vậy làm với những kênh ở dưới như airaovac.com, bạn thấy liên quan bạn giữ lại nè, mấy kèm ok liên quan giữ lại, làm gì có thu nhập cao thì bỏ đi. Đó, như thế bạn thấy ở đây mặc dù cái tiêu đề nó không liên quan nhưng mà rõ ràng cái bài viết URL nó như vậy, đôi khi dính dáng đến forum này nọ chứ bài viết liên quan URL nó vẫn liên quan, nên bạn sử dụng đây là vẫn là một liên kết trở về website tốt thì như vậy thôi. Còn những backlink không liên quan thì bạn sẽ muốn xóa đi chắc rồi. Rồi đó là toàn bộ những câu trả lời của mình thì hy vọng rằng bạn thích video này, và nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào á thì bạn hãy chờ vào khoảng buổi chiều thứ bảy mình sẽ đăng một bài viết là hỏi đáp giải đáp toàn bộ thắc mắc, thì bạn có thể comment ở bình luận phía bên dưới. Rồi, chào bạn.